Channel của mình và mình là Kenmo Tool. Và clip hôm nay ấy, thì mình sẽ đi review và khui hộp cho các bạn cái mẫu Kenzo có cái mã là X100. Phiên bản này là phiên bản mới của version 2. Nó sẽ là cái mẫu cải tiến của phiên bản X100 thế hệ trước. Và ở cái sản phẩm này thì mình thấy có một cái sự nâng cấp khá là đáng kể so với phiên bản trước. Và những lý do tại sao chúng ta cần nâng cấp một bộ trợ sáng mini như này lên những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi vào xăm soi và khui hộp cái sản phẩm mẫu Kenzo X100 phiên bản mới version 2. Và bây giờ là chúng ta sẽ đi xăm soi một vòng cái hộp của cái mẫu Kenzo X100. Thì ở đây các bác có thể nhìn thấy là cái hình họ in cái chiếc bi mini. Ở đây nó sẽ là cái phiên bản version 2. Nó sẽ có cái chiều dài ngắn hơn cái phiên bản version 1, nó là cái phiên bản X100. Còn cái phiên bản X100 version 2 này nó sẽ ngắn hơn các bác nhé. Và hình thức của hai em này nó sẽ là tương đối là giống nhau. Và ở đây thì các bác có thể nhìn thấy ở bóng này nó sẽ có công suất là 18W, ở chế độ pha 18W và chế độ cốt 18W. Và khá là khen cho cái mẫu Kenzo X100 ở đây thì nhà sản xuất họ ghi là 18W, nhưng cái con số 18W này sẽ là con số 18W thực. Nó không giống như các cái hãng khác họ ghi cái con số rất là cao, nhưng đo thực tế trên máy test thì cái con số đó lại không được cái công suất thực tế như cái hãng Kenzo ở đây. Và cái bóng này cũng được tráng một cái lớp AR ở cái phần len thấu kính của chúng ta. Nó sẽ tạo ra những cái hiệu ứng màu sắc nhìn khá là đẹp và bắt mắt. Và nó sẽ có cái công dụng là chống chói hiệu quả cho những cái người đi ngược chiều, khi mà người ta soi đèn vào cái phần thấu kính ở cái phần bi này, nó sẽ không gây chói mắt cho những cái người đi ngược chiều đó. Và tiếp theo ở phía bên hông thì nó sẽ có cái chữ Kenzo Japan Technology. Ở phía bên này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là có cái tem bảo hành là 12 tháng cho cái mẫu X100 ở đây. Và ở đây thì cái sản phẩm của mẫu Kenzo thì họ sẽ đưa ra mấy cái nhóm chính để chúng ta có thể lựa chọn. Và cái giải màu sắc thì ở đây nó sẽ có màu là cốt là 6000, pha là 6000, hoặc là pha là 4000 và cốt sẽ là 4000. Thì ở đây chủ yếu là em sẽ bán theo hai cái phiên bản được rất nhiều anh em yêu thích, nó chính là cái giải màu là pha thì là 6000, cốt 4000, hoặc là cốt 4000 pha 6000. Đó thì hiện tại ở đây là đang tích ở cái dấu là 6000 và 4000. Thì ở đây em sẽ có cái hộp này, nó sẽ là màu 4000 và 6000 đó. Thì chủ yếu là anh em hay thích lựa chọn hai cái phiên bản này. Và ở phía mặt dưới, cái phía mặt dưới của cái mẫu hộp này thì nhà sản xuất vẫn không quên để cho chúng ta một số các phần thông tin cơ bản. Nó chính là model là X100, giải điện áp sẽ là từ 9 cho đến 36V. Cái giải điện áp rất là rộng, thì cái này thì chúng ta có thể gắn được cả cho những cái chiếc xe tải sử dụng điện 36V hoặc là điện 24V. Thường là xe tải sẽ sử dụng là điện 24V. Ở đây có công suất là low là chế độ cốt 18W và chế độ pha là 18W. Tiêu chuẩn IP68 là tiêu chuẩn kháng nước, chống bụi, quân đội. Và cái thời gian tuổi thọ của cái bóng này nó lên đến là 30.000 giờ. Và chất liệu cấu thành lên cái phần bi này nó sẽ là bằng nhôm, thân bằng nhôm CNC. Và cái giải nhiệt độ của em này sẽ làm việc được từ âm 20 độ cho đến là 110 độ C. Và đây sẽ là những cái phần kích thước con số cơ bản của cái mẫu này. Đó, thì cái phần kích thước này thì các bác có thể nhìn vào đây có thể hình dung được. Và bây giờ là em sẽ đi khui hộp cái mẫu Kenzo X100 này cho các bác coi. Và khi khui hộp ra thì ở trên hộp của chúng ta sẽ có một cái niêm cạc này là do bên em đặt thêm vào. Thì ở trong cái sản phẩm này, nhà sản xuất cũng rất là hào phóng khi trang bị cho chúng ta đầy đủ những cái phần ốc bát. Đó, thì em sẽ khui từng món một. Thì ở đây nhà sản xuất người ta sẽ trang bị cho chúng ta là có vài con ốc và vài cái bát ở dưới như thế này, để chúng ta có thể là bắt xuống cái phần bi ở đây. Rồi tí nữa thì em sẽ đi sâu vào cái vấn đề này hơn. Thì ở đây sẽ có hai cái phần dây kết nối phần nguồn cho cái phần bi led của chúng ta. Thì tất nhiên rồi, một hộp 2 bi thì nó sẽ có hai cọng dây như thế này. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có hai em Kenzo X100 version 2. Đó, thì hai em bi này nó sẽ là giống nhau, thì em xin phép em sẽ bỏ ra một em. Đó, thì trước mắt các bác thì em đang cầm trên tay nó là cái mẫu Kenzo X100 version 2 2.0. Đó, ở đây nó có mã, cái này là mã số series của từng bóng một.
Đó, thì ở đây phần đuôi đằng sau này người ta có khắc một cái chữ K ở trong cái vòng tròn ở đây, biểu tượng của Kenzo. Ở bên hông bên này nó cũng có là chữ Kenzo ở đây. Và em này được thiết kế bằng nhôm, nhôm đúc CNC khá là đẹp. Thì hiện tại là cái phần bi này thì ở đây nó sẽ có cái phần thấu kính, họ đúc lồi khá là đẹp và bắt mắt. Cái này là bằng thủy tinh các bác nhá, hàng xịn chính hãng, cái này bằng thủy tinh. Còn những cái mẫu bóng giá rẻ thì cái này nó sẽ là bằng meca, bằng nhựa trong. Thì cái mẫu này được tráng một cái lớp AR, thì hiện tại là em đang bật flash cho nên là các bác sẽ khó nhìn thấy cái phần AR hiển thị màu sắc ở trên này khá là đẹp. Màu AR của em này nó sẽ là cái màu tím hồng khá là đẹp đó. Thì thi thoảng em nghiêng này thì các bác có thể nhìn thấy cái phần tím hồng khá là đẹp. Và em này nó sẽ sở hữu ở trong này nó sẽ là có một cái phần quạt để làm mát cho cái bộ phận tản nhiệt ở đây. Khi mà những cái phần bi này chúng ta cấp điện vào nó sẽ sáng lên và nó sẽ nóng lên. Bởi vì tất cả các cái phần chip LED cũng như là những cái phần phát quang nói chung thì khi được cấp điện vào thì nó sẽ có nhiệt độ nó tỏa ra cái phần thân ở đây. Thì cái phần quạt ở đằng sau này nó sẽ giải nhiệt cho cái phần thân này. Cộng với cái việc là những cái phần trợ sáng như thế này thì thường là chúng ta hay lắp ở phía bên ngoài. Thì khi chúng ta di chuyển thì gió nó thổi vào những cái phần nan này nó cũng tự giải nhiệt khá là ok. Và tiếp theo thì em sẽ tháo cái phần đầu này ra cho các bác có thể là nhìn thấy cái phần chip LED ở trong này. Xem là nhà sản xuất này họ làm những cái phần chip LED nó như thế nào. Thì cái phần này là sẽ là thiết kế bằng gen vặn. Thì chúng ta sẽ tháo ra. Và ở đây chúng ta sẽ thấy một cái khắc ở đây thì chúng ta sẽ cầm nhấc cái kính ra. Đó, đây cái phần kính này, ở trên cái phần kính này thì các bác có thể nhìn thấy cái phần gioăng ở đây. Đó, thì cái phần gioăng này nó sẽ chống nước cho cái phần chip LED ở phía bên trong này. Nó đảm bảo nó không bị vào nước. Và toàn bộ cái phần quạt đằng sau này nó cũng là chịu nước các bác nhá. Công nghệ quạt lút LED không chùi than, nó chịu nước, nó sẽ không bị cháy khi mà chúng ta đi mưa hoặc là chúng ta rửa xe. Đó, những cái sản phẩm mà thiết kế để lắp ở phía bên ngoài này tất nhiên là nó sẽ phải chịu nước đó. Và hiện tại thì ở đây em nhìn thấy ở trên sản phẩm của chúng ta nó sẽ có cái mã là DTM1. Và ở đây nó sẽ có hai hàng chip, một hàng là màu trắng và một hàng là màu vàng. Đó, thì các bác có thể nhìn thấy ở trong. Em bật flash nên các bác sẽ rất là khó nhìn. Và khi em nhìn vào ở đây thì nó sẽ có hai cái phần giải LED ở trong. Nó có sẽ có 3 giải cho một chế độ pha hoặc cốt. Chế độ pha là 3 giải LED và chế độ cốt thì cũng có 3 cái phần nhân chip LED ở trong này trên một giải. Đó. Và em này được thiết kế bắt lên xe khá là ok, bởi vì là nó sẽ có những cái phần ốc ở xung quanh. Những cái phần ốc ở xung quanh như này thì cái việc lắp lên xe nó khá là thuận tiện cho chúng ta. Chúng ta có thể lắp mọi tư thế. Và bây giờ là em sẽ lấy cái phần pad và em sẽ chia sẻ với các bác cái cách bắt lên những cái chiếc xe thân yêu của chúng ta. Những cái sản phẩm như thế này thì nó sẽ cực kỳ là dễ khi mà lắp lên những cái chiếc xe của chúng ta, nó khá là ok. Và ở đây thì nhà sản xuất người ta trang bị cho chúng ta là những cái phần pad như thế này. Đó, thì những cái phần pad như thế này thì chúng ta có thể là gắn lên cái phần thân. Và nhà sản xuất có thêm cho thêm cho chúng ta là mấy cái con ốc như thế này. Đó, thì những cái phần pad như thế này thì khi em ship hàng cho các bác thì các bác có thể là bắt vào như thế này. Đó, hoặc bắt từ trên, bắt bên hông, bắt ở phía bên dưới đều ok. Đó, chúng ta có thể bắt được cả hai chiều. Chiều nào chúng ta cảm thấy nó thuận tiện thì chúng ta có thể lắp lên xe. Và chúng ta có thể lắp ở những cái phần ở chỗ cẳng chặng 3 của những cái chiếc xe máy phổ thông. Ví dụ là những cái chiếc Winner có cái phần đèn theo xe là những cái phần LED khá là tối, thì chúng ta có thể nâng cấp cái phần ánh sáng của những cái phần bi này khá là ok, vì em này có kích thước khá là nhỏ gọn. Hoặc là những cái chiếc Exciter này chúng ta có thể là nâng cấp. Nói chung là chúng ta có thể nâng cấp được cho mọi cái loại xe máy cũng như là những cái chiếc ô tô mà chúng ta muốn nâng cấp. Bởi vì cái phần thiết kế này nó khá là nhỏ gọn, chúng ta có thể lắp được mọi chỗ. Và khi các bác đặt ở bên em một cái sản phẩm là cái mẫu Kenzo X100 version 2 này, thì bên em sẽ tặng kèm cho các bác những cái phần pad CNC như này. Và những cái phần pad CNC này nó sẽ là cái phần pad CNC bằng inox 304. Thì đặc tính của inox 304 này thì những cái pad như thế này nó sẽ chịu được nước và nó sẽ không bị rỉ sét theo thời gian. Đó, thì khi chúng ta lắp lên xe thì chúng ta có thể lắp theo những cái phần ốc như này chạy ra chạy vào. Và những cái phần pad như thế này thì bên em hay gắn vào cho những cái phần chặng 3 con ốc của cái phục trước, thụt trước lắp vào chặng 3. Đó, thì các bác có thể là lắp vào những cái phần lỗ này. Bên em đã làm tính toán nó dê cho dài rồi, thì các bác có thể là dê lên dê xuống sao cho nó phù hợp. Đó, hoặc là chúng ta có thể là gắn vào những cái chiếc hốc kèn của những cái chiếc xe Winner. Winner X thì ở đây thì bên em cũng đã làm những cái phần pad như thế này rồi, thì các bác có thể là gắn vào những cái phần hốc đèn của những cái chiếc Winner như thế, thì chúng ta gắn vào nó sẽ là rất là hợp lý. Hoặc là chúng ta có thể là gắn ở trên những cái phần cánh yếm này, những cái phần chống đổ của những cái chiếc xe mà chúng ta gắn thêm những cái bộ phận chống đổ đó. Và bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng thực tế cũng như là test cái phần công suất. Thì ánh sáng thực tế thì em sẽ phải mang ra ngoài em test, thì hiện tại là cái mẫu này có cái độ sáng khá là cao cho nên là em chỉ test cái phần công suất ở đây thôi. Đó, thì chúng ta sẽ kết nối nó vào. Và ở đây thì sẽ có cái phần ốc, chúng ta sẽ vặn nó vào để cho nó tiếp xúc tốt.
Và bây giờ là em sẽ test cái phần công suất thực tế của cái mẫu Bi Kenzo X100 version 2 này. Thì ở đây thì em đang để cái giải điện áp là 14V 48. Thì em sẽ test. Đó, thì đây sẽ là cái chế độ pha. Xin lỗi các bác, đây sẽ là chế độ cốt. Thì các bác có thể nhìn thấy là em nó sẽ có cái giải công suất là 19W, 18. Đó, 18,93. Và đây sẽ là chế độ pha. Đó, chế độ pha của em này nó cũng là 18W, 17,8. Đó. Thì các bác có thể thấy là nó nhảy 17, 18, 19. Đó, thì cái phần công suất của em này thì nhà sản xuất người ta ghi là 18W. Thì em test như này thì cái công suất của nó là công suất thực các bác nhé, chứ không phải là công suất ảo. Và bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu Kenzo X100 version 2 này ở ngoài đường cho các bác coi. Đó, thì các bác có thể thấy là cái độ sáng nó cực kỳ là cao. Tuy là rất là nhỏ gọn như này nhưng cái độ sáng của nó khá là cao và cái phần ánh sáng nó khá là trụi. Đó, thì em sẽ để chế độ pha cho các bác coi. Đó, ở cái chế độ pha này thì em này nó sẽ có thêm cái phần ánh sáng màu vàng giải màu 4K. Còn ở dưới sẽ là ánh sáng cốt giải màu 6K. Đó, nó sẽ là trợ cho cái phần ánh sáng của chúng ta đi với những cái đèn zin ở trên xe nó khá là ok. Và cái phần quạt ở đây quay khá là êm. Rồi thì bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế. Đó, nên nếu như các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em với cái số điện thoại em để góc màn hình, bên em sẽ ship hàng toàn quốc. Và chương trình áp dụng khuyến mại mua 1 thì bên em sẽ tặng một cái pad này. Thì một hộp này nó sẽ có 2 em thì bên em sẽ tặng đồng thời là 2 cái phần pad như này cho các bác. Về thì các bác có thể tiện lắp vào xe. Nó sẽ ok hơn. Và giá trị của một cái pad này thì bên em đi cắt CNC bằng inox 304 thì nó sẽ là 80.000 trên một cái pad như thế này. Thì nếu như các bác sở hữu 2 cái phần bi như này thì bên em sẽ tặng cho các bác là 2 cái phần pad như này. Đó, giá trị thì em đã thông báo với các bác rồi. Cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi và bây giờ là em sẽ đi test cái phần ánh sáng thực tế ở ngoài đường. Và bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu Bi LED Mini Kenzo X100 version 2. Thì em này nó sẽ là cái phần bi LED trợ sáng mini các bác nhé. Và em này nó sẽ có cái giải công suất là 18W ở chế độ cốt và chế độ pha nó cũng đều là 18W. Với thiết kế kiểu mới tích hợp driver liền với lại cái phần thân bi LED mini này, nó sẽ cho một cái thiết kế nhỏ gọn và không tốn diện tích. Và cái phần lắp đặt nó cực kỳ là dễ. Và em này nó sẽ có cái phần len kính được tráng một cái lớp AR chống chói. Và cái phần AR len kính này nó sẽ có cái phần màu xanh tím cực kỳ là đẹp và bắt mắt. Đó, và bây giờ là cái phần ánh sáng thực tế của cái mẫu Bi LED Mini. Đó, thì hiện tại ở đây em đang để ở cái phần chế độ cốt. Thì các bác có thể thấy là cái phần ánh sáng nó khá là đẹp. Đó, em đang để đằng sau cái Bi LED Mini của chúng ta. Và đây là cái phần ánh sáng của chế độ cốt. Thì cái phần ánh sáng của chế độ cốt này thì hiện tại ở đây em đang test ở cái phần mặt đường bê tông rộng là 5m. Thì các bác có thể nhìn thấy cái phần ánh sáng này nó đang có cái độ rộng là vượt qua ở hai bên thành của cái đường bê tông ở đây. Thì hiện tại là đang có khá nhiều người đi xe qua lại, cho nên là em đang để nó thấp xuống một xíu. Và bây giờ là em sẽ phải chỉnh nó cao lên một xíu. Đó, thì bình thường là chúng ta đi là chúng ta sẽ để ở cái tầm như thế này. Thì cái phần ánh sáng nó sẽ dàn đều. Và cái phần ánh sáng này thì nó sẽ có cái phần chân màu hồng vàng khá là đẹp. Và cái phần ánh sáng này nó sẽ đưa một cái đường ánh sáng chạy đều lên cái phía đỉnh của cái đường cắt ở phía đằng xa kia. Thì em ước tính nó rơi vào tầm khoảng 10 mét gì đó. Thì ở đây thì em đang giả lập độ cao của một cái chiều cao của một cái chiếc xe máy phổ thông. Đó, thì ở đây thì em đang tính là chiều cao của chiếc xe máy phổ thông là mình gắn ngang với lại cái đèn pha, có nghĩa là mình sẽ gắn ở cái phần chân gương, ví dụ thế. Thì ở cái phần Bi LED Mini này nó sẽ có nhiều những cái phần để chúng ta có thể gắn được vào các cái phần khác nhau. Thứ nhất là có thể là gắn ở những cái phần chặng 3 của cái phần thụt trước cũng khá là ok. Và cái phần ánh sáng nó đưa ra nó đều đảm bảo cho chúng ta. Và bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng của chế độ pha. Đó, cái phần ánh sáng của chế độ pha của em này nó sẽ là có cái giải màu 4300, giải màu 4000, khá là ok. Đó, thì các bác có thể thấy là ánh sáng của một chiếc Exciter đời 2019 có cái giải đèn LED đã cực kỳ là mờ nhạt trên mặt đường. Đó, thì em bật ở chế độ pha như này thì nó sáng bừng cả một vùng, sáng bừng cả một con đường. Đó, và bây giờ để em sẽ zoom lên cho các bác rõ hơn cái phần ánh sáng của em này. Thì các bác có thể nhìn thấy ở phía đằng xa đằng kia, cái nhà ở phía đằng xa đó, thì em bật ở chế độ pha này nó khá là ok. Rồi thì em phải để nó thấp xuống một xíu bởi vì đang có người đi lại ở trên đường khá là đông. Đó, thì các bác có thể nhìn thấy là hiện tại ở trên đường nó có khá là nhiều xe đi lại, nhưng mà cái phần ánh sáng của những cái phần bóng zin ở trên những cái chiếc xe đó nó dọi xuống mặt đường nó rất là mờ nhạt so với lại cái phần ánh sáng của cái phần Bi LED Mini trợ sáng ở đây. Đó, thì các bác có thể nhìn thấy. Rồi thì bây giờ là em sẽ test cái phần ánh sáng ở chế độ pha cốt. Đây là chế độ cốt ạ. Pha, cốt, pha. Rồi. Đó thì các bác có thể nhìn thấy là ánh sáng của cái chiếc xe Way Alpha 100 bóng zin theo xe của những cái chiếc xe đó thì nó khá là mờ nhạt.
Thì cái việc nâng sáng cực kỳ là đơn giản đối với lại một cái chiếc bi LED mini Kenzo 100 phiên bản mới version 2 này. Nó quả là một cái điều nâng cấp. Thứ nhất là về giá trị mang lại là rất là cao, và cái chi phí đầu tư và cái cách gắn nó lên xe cực kỳ là đơn giản. Anh em yêu khoa học có thể là tự gắn tại nhà được. Nó rất là đơn giản đó. Cái việc hiệu quả tăng sáng của em này nó đưa lên một cái level mới. Nó mang lại cái giá trị về an toàn khi chúng ta di chuyển trên mặt đường. Đó, thì hiện tại nó có khá nhiều người đi lại, nên là em sẽ để nó quay thấp xuống một xíu. Đó, thì khi chúng ta để ở cái chế độ cốt như thế này thì cái những cái người đi ở phía đằng xa người ta cũng không bị chói mắt, vì là cái phần bi này nó sẽ cho cái phần ánh sáng nó có đường cắt khá là ok, khá là đẹp và sắc sảo. Thì những cái người đi ngược chiều thì họ sẽ không bị chói mắt. Đó, thì các bác có thể thấy là cái phần ánh sáng này khá là ok. Và bây giờ là em sẽ cho nó cao lên một xíu để em bật chế độ pha cho các bác coi. Đó, chế độ pha sáng cả một vùng. Đó, thì em bật pha lên thì các bác có thể nhìn thấy hai người đi bộ kia. Hạ cốt, pha cốt. Rồi, thì đây là cái phần ánh sáng thực tế em test của cái bóng LED mini. Đó, thì em sẽ quay cho các bác cận cảnh một vòng cho bác coi. Ở đây thì em đang dùng hai cái bi mini, thì nó sẽ cho cái phần ánh sáng như thế. Nó khá là ok. Và cái chi phí đầu tư cho một em này nó cũng khá là rẻ. Và một cặp này thì nó cũng chỉ đâu đó hơn 1 triệu một xíu. Thì hiện tại là bên em đang có chương trình khuyến mại khi mua một cặp bi Kenzo X100 version 2 này sẽ được tặng ngay một đôi pad CNC. Đó. Rồi, xin chào các bác. Cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi.